Em cường đồ bãi nhặt cho cô bác chị nhé. Hôm nay mùng 3 tháng 5 2024 nhé. Cô bác chị mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0909479154 nhé. Nhắn tin hoặc gọi điện, kết bạn Zalo gọi điện cho em đều được nhé. Giá đây trên giá trên clip này là chưa bao gồm phí ship nhé. Phí ship là cộng thêm phí ship vô nha cô bác chị. Ở ngoài nó chiều nó hơi ồn nhé. Cô bác chị thông cảm giúp em nhé. Cố gắng nghe rõ giúp em nhé. Nó ở nhà nó gần đường nên nó hơi ồn và em đang có phòng cách âm, em chỉ có hơi ồn nhé, các anh chị thông cảm giúp em. Đây là một ký bút khoan nhé, này là một ký là bóc em bóc lộn xộn, này là một ký này mã số 1 này, này là 450 nhé. Em đo cái mũi khoan này, mũi này là 11 này. Khi nào mở số thì em lấy thức em đo nhé. 64 này. Này 7 ly này. Này 66 này. 9 ly này. Này 12 ly này. Mũi này hơi mờ không thế. Mũi này cũng 12 ly này. Này 10 ly này. Tám ly sáu này. Sáu ly này. Tám ly bảy. Chín ly chín này. Tám ly tám này. 7 ly 8 này. 8 ly 9 49. 7 ly rưỡi. 11 ly rưỡi này. 7 ly này. 5 ly. Nói chung là nó hôm nay nó còn là một mớ muối nhỏ đây thôi, mỗi bên nhỏ nên em đo 2 4 8 16 18 20 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 46 48 40. 40 cây, vậy tổng cộng nó tầm 11.000 một cây, hơn 11.000 cây xíu. Đồng giá đồ đồng 450 nhé, mã số 1 nhé. Có cái mã số 2 nhé, cái kẹp khoan nhé. Đây là côn số 3 nhé, đây côn số 3. Hàng này là hàng Đức nhé. Của Rô gì này, xếp này. Hàng này của Đức nhé. Của Germany Đức nhé, các bác chị. Kẹp nhanh nhé, kẹp từ 1 ly đến 13 ly. À, thì rất khít nhé, quay thì nó cũng rất êm nhé, nó hơi kêu kiểu cột xíu thôi, nhưng mà rất chuẩn nhé. Đây, kẹp mỗi tờ rồi, hàng rất khít luôn, kẹp từ 1 ly đến 13 ly nhé, rất chắc nhé, bạn hay là chắc. Này là 900.000 nhé, kẹp nhanh, hàng của Đức nhé. Cái này khoan thì còn rất tương đối rất đẹp nhé. Này côn số 3 nhé, côn số 3 cái đầu này là lớn nhất là khoảng tầm 24 nhé. Đó, là côn số 3 nhé các bác chị. À này còn rất đẹp nhé, rất chít này. Đó, quay ra về ra vô nhẹ nhàng nhé. Đó, kẹp này kẹp mũi 13 nhé, lớn nhất là mũi 13 ly. Đó. Mã số 2 là 900.000 nhé. Hôm qua cái mã số 3 này là 40 file hợp kim nhé. 40 file hợp kim này là 430.000. 2 cái phi 10, 2 cái phi 8 nhé. Còn này thì tính nó có mẻ nhé. Tính nó có mẻ. Mẻ một cái góc rồi. Đó, của bạn anh chị theo. Còn cái sườn thì rất đẹp nhé. Sườn này thì rất đẹp nhé. Đó.
18. Về này cũng đỉnh có mẹ này. Có mẹ là bị mẹ một cấp đó, là phi 8 này, này là phi 10 nhé, phi 10 em cố gắng quay rõ cho các anh chị xem nhé, phi 10 nhé, nguyên bản chưa mài biết gì hết. Này phi 10 nhé. À, nói chung là hàng có về quay phá. Phi 10 nhé, hạt kim nhé. 4 cây, 4 cây là 400. Lộn, 4 cây này không phải là 430 ngàn nhé các anh chị. Em sửa lại. Cây 806 100 3.1 nhé. 160 100 6 à, 4 cây này là 260 ngàn nhé, ghi lộn nhé, 260 ngàn nha cô bác chị, 260 ngàn nhé, 4 x 3 là 260 ngàn, mã số 3 nhé. Còn cái mã số 4 lô phụ M12 với 1.75 nhé, cây này 100 ngàn một cây nhé, M12 với 1.75, răng cổ rất đẹp, M12 nhé, M12 với 1.75, này 100 ngàn một cây nhé. 318 nhé, cái này mã số 5 nhé, mã số 5 M8, M8 này thì hàng phủ thì là 40.000, phủ tím nhé, thép inox. Này là M8 này thì là 1.25, đây là không phủ thì là 38.000 nhé, hàng phủ thì là 40.000. Tám nhé. Qua cái mã số 6 nhé. Mã số 6 là mấy cái file tiếp gió. 246 cây nhé. Phi này phi 18 này. Phi 18 cá 16. Đây là cái. Cái này cái 16 chứ. 16 nhé. Có bị mẹ này. Cái mẹ đây này. Cái này cái phát thô nhé. Đây. À, đây cũng có bị mẻ nha các anh chị. À, phát thô đang cưa nhé. Cây này phi 18. Cây này cái phát thô phi 12 nhé. Phát thô phi 12. Bán cây. Cây này phi 12 nhé. À, thì bao đây. Phi 12. Còn cây này 12 luôn. À, cái này bị mẹ nhé, bị mẹ 12, cái này phi 10 nhé, phi 10 6 cây 200 ngàn nhé, mã số 6. Em còn cái mã số 7 nhé, mã số 7 này 100 ngàn nhé, phay thép gió nhé, hàng này thì cho các anh chị tận dụng nhé, tận dụng nhé. Đây, con này nhấn lỗ. Đó, hàng tận dụng nhé, hàng phi 16 này. Phi 12 này, hàng tận dụng nhé. Phi 10 này. Đây là hàng xấu tận dụng nha các bác chị, phi 12. À, phi 10. Hàng phụ. Phi 10. Đây phi 10, 14, 15 gì đây. Đây phi 16. Còn mấy cây nhỏ nhỏ này nữa nhé. Đây phi 12. À, tận dụng nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12, 15 cây nhé. À, tận dụng. Mã số 7, 100 ngàn. Qua cái mã số 8 nhé. Taro, mã Taro mà mã số 8. Mã số 8 này là 440 ngàn nhé. À, một cây taro M14 này, bước 2 này. Hàng này hấp thông dụng hết nhé. Hai cây M12, hai cây M10, hai cây M8, hai cây M6, hai cây M5, hai cây M4, hai cây M3 nhé. Bước thông dụng hết nhé. À, nó là bước thông dụng của các bác chị. Đây.
Cây này em vô từ chi tiết từng cây này. Và 14 này. Cây này thì rất là đẹp luôn. Và 14 bước 2 nhé. Và 14 bước 2. Còn hai cây này là M12. Này nó bị hơi bị ố bẩn này. Thì chỗ này thì nó cũng có hơi chảy chảy, giống như nó đã bị ngâm nước á, nó bị sét, nó bị ố, bị gì đó của bác anh chị. Đó, M12 đúng 175 nhé. Cây này M12 đúng 175 luôn. Răng thì rất là đẹp. Không sức khỏe luôn. Còn hai cây này là M10 nhé, M10 đúng 1.5 nhé. Đó, M10 đúng 1.5. Cây này xoắn M10 cũng 1.5 luôn nhé. Không sức mẻ gì hết. Còn hai cây này là 18 nhé. 18. Cây này có bị mẻ nhé. Bị mẻ một chút xíu đây nhé. Đó, mẻ dưới đây nhé. Đó, 18. Cây này xoắn này. 18 nhé. 18 cũng 1.25. Hai cây 16 nhé. 16. 16. Bước 1 nhé. Hai cây này 15 nhé. 15 bước 0.8. 15 bước 0.8 nhé, hàng đẹp không xuất mẹ. 14 nhé. 14 nhé. 14 bước 0.7. Hai cây M3 nhé, M3 bước 0.5 nhé. M3. 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 15 cây nhé. Tổng 15 cây. 15 cây là 440.000 nhé. Mã số 8 tarot. Em có cái mã số 9 là cũng một cái mã tarot luôn nhé. Mã tarot này cũng đồng giá với cái mã kia luôn, là 440.000. Nó cũng là một cây M4, M14, hai cây M12, hai cây M10, hai cây M18, hai cây M6, M5, M4 nhé, M3 nhé. Tổng là 15 cây. Cây này là rất đẹp luôn. Rất đẹp, mà 14 bước 2 nhé. Cây này là hai cây M12. M12 bước 175. Hai cây này thì cũng rất là đẹp. Đó, hàng nhập hết nhé. M12 nhé. Hai cây này M10 nhé. Cây M10 này thì nói chung là nó tương đối, cây này tương đối chứ không được đẹp. Nó có vài điểm nó có bị ố hay bị mòn một chút xíu nhé. Còn cây này thì đẹp nhé. M10 nhé. M10 1.5. Hai cây M18 nhé. M18 này. Nói chung là răng nó có bị dính nhất, nó có bị rộ. Nói chung là có bị rộ, cây M18 xoắn này. Rộ nhẹ. Nhưng mà tarot thì vẫn ổn nhé. 2 cây 18. 18 1.25. Cái này là 2 cây 16 nhé. 2 cây 16. 16 nhé. 16 vừa qua 1. 2 cây 15. Mình xoắn một cái thẳng. 15 nhé. 2 cây M4. M4 nhé. Còn 2 cây này M3. M3 bước 0.5 nhé. Bước thông dụng hết nhé. Tổng là 15 cây nhé. Mã số 9 440.000 nhé. Mã số 9 440.000. Mã số 9. Rồi em đã bị bỏ qua mã số 10 với mã số 11 rồi nhé. Em thấy em sẽ bỏ qua luôn mã số 11 luôn, 10 cho mã số 11, mã số 12. Cái đài file là 125 nhé, chip 1203. Đây, gắn 2, 4, 6, 6 chip. Chip hiện tại em không còn, nó chỉ còn chip trên đài này. Các bạn chỉ cần chip thì em đi lấy thêm. Chip thì nó tầm khoảng 15 đến 17 ngàn một con. Chip. Các bạn chỉ cần chip thì em sẽ lấy chip. Lấy vài chục con cũng có, trăm con cũng có nhé. Chip cần thì em sẽ lấy thêm. Góc này góc 45 độ nhé. Góc 45 độ phay rất nhẹ. Đài này 1 triệu 3 nhé. 1 triệu 3. Nói chung là đài này đẹp thôi chứ nó không được sạch đấy.
Đây là 1,3 triệu nhé, mã số 12. Có cái mã số 13 nhé, một bộ doa, nó có hai cái đầu doa này luôn, một cái bán doa. Cái này là em làm thêm, nó là xài cho máy CNC BT, này là BT40. Giờ em làm thêm cái đầu nối xài cho NT. Đây, hàng em đã gia công và xử lý nhiệt cứng rồi nhé. Là có ba chỉ gắn vào đây thôi, gắn vào cái BT này. Đó, mình về mình bạn sẽ xài chung cái đầu gen, tại vì cái con máy phay mình phay cơ NT ấy, thì nó sẽ cái gen khác, này gen hệ in, còn cái này gen hệ mét nên sẽ không bằng được. Em phải làm thêm cái đầu nối này nhé, để về mình xài chung cái BT. Còn cái NT thì nó sẽ giá nó sẽ mắc hơn, thường thường nó sẽ mắc hơn cái BT, tại vì BT nó rất nhiều, còn NT thì nó rất ít. Đây, cái này là đầu doa nhé. Đây, cái giải doa này là đây, cái này là doa từ 55 đến 70 nhé, 55 đến 70 doa sâu nhé, 55-70 đó. Con này thì doa sâu được tới 180 rồi, 55 đến 70 nhé, cán chip nhé. Cái đầu này thì em cứ một cái cán này em sẽ tặng 5 con chip, tặng kèm 5 con chip nhé. Bộ này là 3,5 triệu nhé. Đây, nó kèm một cái bộ này, kèm một cái BT, gắn cái NT này, đổi qua NT nhé. Đó, và nó kèm thêm hai cái đầu nối này nữa, hai cái đầu nối này gắn chung vào đây được. Cái này là doa từ 33 đến 43 nhé, cũng gắn chip luôn, tăng chỉnh 33 đến 43. Còn cái này là từ 25.5 đến 34 nhé. Đó, em sẽ tặng kèm hết 5 chip nhé, tặng kèm hết. Đây, nó sẽ mình sẽ thay cái này này. Đó, tháo nước ốc này ra. Đây, cái đầu này mình chỉ cần tháo này ra thôi, nó là khớp nối tới mấy con ốc này ra. Tới mấy con ốc này ra. Đó, mình sẽ rút ra được nhé. Đó, nó sẽ tháo rời ra được. Mình sẽ gắn cái bộ này vào. Đó, nó sẽ khớp vào luôn. Gắn vào sẽ doa được. Cái này cũng vậy, nó cũng gắn vô được hết nhé. Đó, đây nó cũng là khớp nối luôn, đây cũng là cái khớp nối này. Có bác chị muốn ngắn thì cho ngắn, thì mình tháo này ra, nó cũng là cái khớp nối thôi. Đó, nó là cái khớp nối thôi nha các bác chị. Đó, mình gắn vào. Đợi em xíu nhé, cho nó vô cái này mình phải cho vô đúng khớp thì nó mới dễ vô được. Đó, bộ này là 3,8 triệu nhé, nó ra được khoảng, cái này là một khoảng từ 25.5 đến 43 và 55 đến phi 70 nhé. Đây, bộ này cả ba cái này như này, em sẽ tặng kèm mỗi loại 5 con chip nhé. Bộ này là 3,5 triệu nhé. Đây, em đã chuyển cái đổi đối đầu nối sẽ cho bác xài máy cơ rồi nhé. Đó, T40, cái này em tự gia công. Bộ này là 3,5 triệu nhé. Em qua cái mã số 14 nhé. Số 14 là taro dài nhé. Bộ này là 300.000 taro dài nhé. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 và M16 nhé. Bước không dụng hết nhé. Đây, M3, M4, M5 này, ta dô dài nhé. Bước không dụng nhé. Ba cái này thì đẹp nhé. M6 và M18 nhé, rất dài. M6, M18 nhé. Đây, hai cái này cũng rất đẹp nhé. Đây, M10 nhé. M10, con này thì cũng rất đẹp, không có xịt mẻ gì hết. Con này M12 nhé, M12 này có bị mẻ đây nhé. Đó, M12. Con này M16 nhé, có bị mẻ nhé. Con này mà không bị mẻ thì giá nó tầm 180 ngàn mà còn. Con M16 này,
nếu mà nó không bị mẹ nhé, hàng phủ nhé, bị mẹ một gom một chỗ nhé, giá thành sẽ bị giảm đi. Đó, 2, 4, 6, 8 cây, 8 cây này là 300 ngàn, tao dài nhé, 200, 300 ngàn, mã số 14. Em có cái mã số 15 nhé, mã số 15, 3 cây taro gen ống nhé. À, này cho bác cho ta nào ta dô gen ống hơi này, gen thủy lực này, ta sẽ xài cái này rất nhiều nhé. Và cái này là 250.000 nhé, cái này là 1/8 BT đó. Này là thường thường người ta gọi là gen gen 10 ly này, đó 10 ly gen côn đấy nhé, BT là gen côn. Này là 1/4 BT nhé, là gen 13 này. Thường trong nghề người ta gọi là gen 13, đó là gen 13. Này là gen 17 này, gọi là gen 17 ống nước á, hay là 3/8 BT nhé, răng cổ rất đẹp nhé, hàng thì rất đẹp nhé. Hai cái, ba cái này là 250.000 nhé. Gen ống nước, gen ống thủy lực, mã số 15. Mã số 16 em cũng làm một cái BT, bộ này 1,2 triệu mà em cũng gắn nối thêm rồi, hàng chuyển qua xài NT đây. Con ốc này là con ốc trung gian để mình chuyển qua, tại vì thường cái cây gen của mình, cái gen của máy phay cơ nó là bước hệ in, con này là bước hệ mét, này là 10M16 bước 2 này, thì nó không có thể rút vào vặn vào được nên không kéo lên được. Như thế em phải làm thêm cái này. NT thì nó có cái khúc dài như này, cái này cái độ côn thì giống nhau y chang luôn, nó có thêm khúc dài này, nó là NT đó, đánh nối thêm thì sẽ xài được. Con này do sâu 180 này, ra lộ từ 29 đến 43 này, gắn chip này, họ xài gắn chip nhé, và tăng chỉnh nhé, ra lộ từ 29 43 nhé, ra sâu nhé, ra sâu 1.8, bộ này 1,2 triệu nhé, mã số 18, mã số 18 nhé của bác chị, mã số 19, mã số 16 nhé, mã số 16 nhé, 1,2 triệu nhé, em lộ, mã số 17 là một cái BT cũng cái đầu chuyển qua rồi, xài cho NT. Nếu một cái con, một cái con này mà con NT thì giá nó dao động tầm 1 triệu, con nào mà hàng đẹp thì tầm 1,4 triệu, 1,2 triệu, 3,4 triệu. Còn BT thì nó rất nhiều, tại vì máy xi rất nhiều nên BT thì nó giá thành thì rất rẻ nhé, rẻ hơn. Nên thế em làm thêm cái đầu chuyển này, mà NT thì rất hiếm nhé, hiếm lắm, càng ít hàng. Này là BT CB2 nhé, này xài cho máy cơ lực luôn nhé, em đã có đầu chuyển này rồi. Cái gen này thì gen trùng với gen máy cơ của NT40 rồi. Đó, C32. Nó kèm một bộ nhé, một bộ nó đây. Một bộ nó đủ bộ có led này, 7 cái con led. Đó, 7 cái con led nhé. Một kèm một cái đầu C32, 7 con led, 6, 8, 10, 12, 16, 20 và 25 nhé. Đây, con led thì hàng Nhật hết nhé, hàng Nhật hết nhé. Đó, đẹp tiếp nhé, 7 con led. Và kèm một cái đầu này nhé, cái đầu này là cái đầu BT chuyển qua NT. Và kèm một cái tay siết này thì nó hơi nhỏ một chút xíu nhé, nhưng mà nó siết vẫn ok nhé. Kèm một tay siết, một bộ này là 2,4 triệu nhé, 2,4 triệu đó, một bộ như này 2,4 triệu nhé, kèm đủ con led nhé. Đó, cái này đã chuyển qua NT rồi nhé, hàng này em nhà gia công nhé, tại vì nhà em cũng có máy gia công máy CNC. Đó, em đã phay hơi đó, đèn điếc thì làm rất ok, đã xử lý nhiệt rồi, cứng cứng, cứng nhé, xử lý nhiệt, em đi xử lý nhiệt rồi nhé. Bộ này 2,4 triệu nhé, mã số 17 2,4, mã số 18 là 600.000, hai cái mũi khoan, cái côn số 2 và cái côn số 3 nhé, này phi 21.5 hàng phủ nhé, cái này là phi 24.5 có order hết nhé, hàng thì me biết thì rất đẹp nhé, hàng phủ 600.000, 24.5 và 21.5 đó, hai cây phủ con thép inox, tính cần mài lại, cô bác chị về mài lại nhé.
Hai cây này là mã số 18, 600.000. Có cái mã số 19 nhé, một cái đài phai chip 1204 2 4 6 góc nhé, 6 chip đài 80 cán 32 nhé, kèm một hộp chip mới, 10 viên chip mới. Bộ này là 1.3 nhé, 1.3 chip mới luôn nhé. Mã số 19 1.3. Đó, đài thì rất đẹp. 1.3 mã số 19. Rồi, hôm nay em lên cho các bác chị được một số cái máy hàng đó. À, các bác chị cần loại nào thì có thể ủng hộ em nhé. Hôm nay em làm clip đến đây thôi. Em chào các bác chị nhé. Chúc cô bác các chị xem YouTube vui vẻ nhé. Em chào các bác chị nhé.